Và chúng ta tiếp tục quay lại cảng Cát Lái nha các bạn. Và trước mắt là một chiếc xà lan chở container nha. Và có một chiếc tàu hình như là xà lan chở dầu các bạn ơi. Trời ơi, chạy như tàu ngầm hết rồi. Chiếc này là nguyên cái thân nó nằm ở dưới nước luôn các bạn. Kìa, vậy mà nó nổi thì cũng hay đúng không ạ? Lần đầu tiên thấy luôn. Quá, chiếc này chở dầu nha. Đang chạy song song với chiếc xà lan chở các cái container đi ra các bạn. Xà lan cái bên cũng rất là lớn nha. Rồi thì các cái xà lan hoặc là tàu nhỏ nó chở container ra cái mép thôi à, ra một cái cảng lớn hơn để nó chất hàng, nó chuyển qua một con tàu lớn hơn để đi ra các nước nha. Đây là khu vực cảng Cát Lái ở trong sông Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Có một số tàu thì nó chạy trực tiếp vào đây. Đó, xà lan cũng rất là khủng nha. Con dây nó chồng lên nó sợ nước nó dính hết vậy. Đây là một anh xà lan dầu, chở dầu chở xăng vậy đó. Cái tốc độ anh này cũng đi như tàu ngầm ấy nha. Thấy cái mũi với lại cái cabin không ạ? À? Còn ở giữa thấy nó chìm dưới nước hết trơn à. Ở cái khu vực này tàu thuyền rất là phong phú nha các bạn. Đủ loại hết trơn. Từ container, tàu lớn chở container đến các cái xà lan. Cát, đá, xi măng thì đủ thứ luôn. Tại vì nó nằm sâu ở trong của thằng Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh quận 2 các bạn. Đồng Nai thì nó là Nhân Trạch nha. Quá nó ra tới khúc này sóng dữ rồi. Sóng quá lớn luôn rồi. Đây là một chiếc tàu rất là lớn các bạn, một chiếc tàu chở container. Ở phía trước cái buồng lái của nó rồi. Cục ở đầu cái tàu luôn nha. Sawako. Wow. Đứng luôn. Đây mình sẽ xem nó là 6 mét nha các bạn. Mực nước của nó là 6 mét. Ở ngoài nhìn rất là hoành tráng nha, thấy vậy chứ to lắm ạ.
tàu này thì đang được đặt các container xuống rồi, quá nhiều. Đó, có một chiếc nữa, một chiếc xuồng, so sánh với xuồng như này trên tàu này, nhìn con kiến. Đang chắc các cái container lên tàu nha. Đây là một chiếc bếp nha các bạn, đi đưa khách và đón khách từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Dương, Đồng Nai, đi đường sông nha. Đây là một con tàu cao tốc. Chạy ghê không? Tốc độ khá cao à, 7-80 à. À, đây là một anh xà lan các bạn ơi. Rất là lâu mới thấy một chiếc xà lan lớn đi qua cái đoạn này nha các bạn. Đây là cái kiểu xà lan nè. Màu sắc là đúng luôn đó. Các chế độ bố trí rất là đẹp nha các bạn. Anh này quá dài luôn. Anh này mép nước 5m4 các bạn, quá khủng. Không biết chính xác nó là bao nhiêu tấn các bạn, tải trọng không biết bao nhiêu luôn nha, chắc tầm không 3-4 ngàn quá. Quá khủng. Lâu lâu ra sông lớn và các cái cảng lớn nhìn mấy chiếc tàu này rất là thích nha các bạn. Đây là khu vực cát lái, một khu vực rất là nhộn nhịp mà tàu thuyền đưa hàng nha. Việt Nam bây giờ rất là phát triển các bạn, một trong những nước sản xuất và nhập khẩu rất là lớn của khu vực Đông Nam Á đó hiện giờ các bạn. Wow, mấy cái bánh xe nó kêu là chế độ bố trí phía sau nhìn trắng hết trơn. Quá khủng. Cho ông nội biên phòng nó chạy đi đâu trời. Rắn cano Yamaha 150 ngựa, 90 ngựa. Ôi chạy kìa, chạy đi bổ lưới gì vậy không biết, chạy rớt cái nón cối luôn, quá sống rồi. Chiếc này quá đẹp các bạn, nhìn quá ngầu. Quá khủng, bốn mét mốt.
khu vực cảng quốc tế nha các bạn.